Hi, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley James Family Cuộc Sống Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và video ngày hôm nay, Haley xin được gửi đến quý vị một câu chuyện ở cuộc sống Mỹ mà khi kết nối với Haley, chị ấy nói nghe thấy thương lắm quý vị. Chị ấy đã xem và theo dõi kênh của Haley cũng cả năm rồi đó. Cứ mỗi lần trên đường đi làm, chị đều nghe những cái câu chuyện mới. Rồi đến chỗ làm, chị vừa đeo tai phone, vừa tìm những cái video cũ, rồi tiếp tục nghe. Có những câu chuyện chị nghe tới 4-5 lần mà không chán. Để rồi ngày hôm nay, chị mới đủ mạnh dạn kết nối. Chị muốn gửi đến khán giả trên kênh của Haley một câu chuyện về cuộc đời của mình. Và đặc biệt, chị muốn chia sẻ về cuộc hôn nhân hiện tại mà chị nói bỏ thì thương mà vương thì tội, nhưng bây giờ chị biết phải làm sao đây. Thì ngày hôm nay chị kể ra đây để mong muốn nhận được những lời góp ý của tất cả quý vị khán giả. Thì chị kể như thế này: chị được theo cha mẹ định cư Mỹ năm đó chị mới 15 tuổi à, và rồi sau cái sinh nhật năm 18 là chị được chính thức bước vào công ty may. Và chị làm cho tới tận bây giờ đã hơn 35 năm. Cuộc hôn nhân đầu tiên với chị là một người thật sự có tình yêu. Anh ấy và chị yêu nhau dữ lắm, yêu thấm tha thấm thiết lắm, cũng thề non hẹn biển không bao giờ tách rời nhau, mình cần có nhau trong cuộc đời này. Nhưng mà nó chỉ tồn tại kéo dài chỉ 15 năm. Sau 15 năm, chị thấy thái độ con người của anh sống khác hoàn toàn. Khi đó con chị đã được 17 tuổi thì anh mới trở về và kiếm chuyện ly hôn chị. Khi ly hôn nó rất đẹp, anh tôn trọng chị và tất cả mọi thứ đều quyền quyết định của chị. Anh chỉ muốn ly hôn. Và rồi anh đi ra hai bàn tay trắng, để lại nhà cửa tiền bạc và tất cả những gì anh có. Thì không có lý do gì mà chị từ chối. Và rồi anh đi lập một gia đình khác ở một tiểu bang khác. Chị như vậy sống vì con, sống cho con, sống tất cả, chỉ hai mẹ con ôm nhau đùm bọc. Thì đến khi con chị tốt nghiệp đại học ở cái ngành y, chị hạnh phúc vô cùng. Chị 10 năm không lập gia đình, không bạn trai bạn gái, không có bao giờ nghĩ là mình sẽ kết hôn lần nữa. Nhưng sau khi được nghe con mình nói là nó có bồ rồi, nó có bạn rồi, nó muốn ra ngoài nó ở với bạn nó và có thể nó sẽ lập gia đình nay mai, thì nó cũng khuyên mẹ là tìm một ai đó để mẹ nương tựa cho cuộc sống của mẹ vì mẹ còn rất trẻ. Thì nghe con khuyên rồi bạn bè cũng nói, gia đình cũng nói ra nói vào, thì chị nói tìm ai bây giờ? Ở Mỹ thì đó, người ta thấy mình, người ta có chịu làm quen đâu. Bởi vì chị bao nhiêu năm làm công nhân, chị chưa bao giờ mà thể hiện mình là Việt kiều Mỹ, cho nên nhìn chị rất là đơn giản. Chị không có xe xua, không ăn diện, không gì hết. Nhìn chị chắc có lẽ già trước tuổi nữa đó. Thì mấy người bà con của chị mới nói là sẽ làm mai cho chị một ông ở Việt Nam. Đừng có lấy Việt kiều ở đây. Lấy Việt kiều ở đây rồi nay mai nó thấy tính nết mày vậy, nó ăn hiếp mày cả đời. Thôi về lấy Việt Nam đi, tao biết có người này nè. Người ta cũng đàng hoàng lắm, người ta cũng này nọ kia lắm, người ta là nông dân chân chất không có biết gì đâu. Cưới qua đi rồi vợ chồng cùng tạo dựng, bắt tay nhau làm việc để nương tựa lẫn nhau. Thì khi chị nhìn ảnh chị cũng thấy thích, và chị về Việt Nam gặp ảnh. Ảnh cưng, ảnh thương, ảnh chiều chuộng, ảnh coi như là tất cả mọi thứ chị như là một bà hoàng, mà đi đâu ảnh cũng nắm tay, ngồi đâu ảnh cũng hôn chị. Mà ở đất nước Việt Nam mình, thời điểm của chị cách đây 10 năm về trước thì chị không biết là thời đại bây giờ như thế nào. Cái thời điểm của chị nghĩ người Việt Nam vẫn còn ngại, vẫn còn e dè về cái chuyện mà ôm hôn giữa đường, nắm tay hôn rồi yêu chiều dắt mình lên xe, dẫn mình xuống xe như vậy. Chị rất ngại, nhưng mà chị nhìn thấy ảnh làm được những cái điều đó cho chị, tự nhiên chị xúc động. Rồi hẹn hò trò chuyện lấy bằng chứng hôn nhân này nọ kia trong 2 năm.
thì quyết định là cưới để bảo lãnh ảnh qua. Thì khi ảnh qua đây sống với chị, ảnh cũng là một con người rất chân chất đàng hoàng. Ảnh không có thể hiện một cái gì hết trơn á. Trong nhà chị có một cái tiệm nail mà chính chị gái của chị làm chủ. Thì anh này ảnh ra ảnh tập tành ảnh làm nail. Nói thật ra chứ ảnh nhỏ hơn chị 2 tuổi. Thì ảnh ra ảnh làm rồi ảnh có tiền. Rồi chị vẫn tồn tại cái công việc của chị để chị lo hết. Nào là bảo hiểm, nào là tiền này tiền kia cho anh. Thì tất cả mọi thứ anh qua đây là nó có sẵn. Coi như anh làm anh chỉ bỏ tiền vô túi. Nói thật ra ở Việt Nam không hiểu lý do tại sao mà anh không có vợ. Chị cưới trai tân luôn đó, nhỏ hơn chị 2 tuổi. Thì mấy năm đầu tiên anh rất là ngoan hiền. Coi như rất là yêu thương chiều chuộng chị. Đến khi anh có thẻ xanh 10 năm thì lúc này anh lại hơi cứng ngắc một chút. Tức là khi mà chị nói anh hay trả lời. Và khi mà vợ chồng cãi nhau thì anh luôn lấn át về cây gọi là nắm cái quyền đó, rồi chửi ngang chửi dọc chị đó. Thì chị thấy cũng buồn buồn. Và phụ nữ mà, thôi 9 bỏ là 10, cứ nhịn đi, chồng mình chứ ai đâu. Nhưng rồi cứ nhịn một lần, nó làm tới lần 2, lần 3. Thì có nhiều lần chị mới nói là chị khuyên á là nên thi quốc tịch đi. Chứ không thi quốc tịch đi để còn sau này có bảo lãnh ai, anh em trong nhà thì bảo lãnh. Thì anh văn tục chửi thề và anh nói anh đéo cần phải có cái quốc tịch. Và anh đéo cần phải bảo lãnh bất cứ ai qua hết á. Cho nên đừng có nói tao, đừng kêu tao, đừng bắt buộc, đừng ép buộc tao. Đó, đây là những cái câu mà chị nói thẳng để cho mình nghe là ổng dùng những cái từ ngữ như vậy. Thì chị mới nói là thôi, tùy anh muốn làm gì anh làm. Thì bây giờ anh đã cứng cáp rồi, anh biết đi làm rồi, anh có xe, có cộ riêng tư rồi, anh có tiền bạc rồi, bây giờ anh muốn nói gì anh nói. Thì tức là theo cái tâm lý của chị nói ra những cái điều đó, nó rất là bình thường thôi. Nhưng mà ảnh lại sừng cồ lên, ảnh lại hung dữ lên và ảnh nói tao mà muốn là mấy cái con đĩ ngoài tiệm nail thiếu gì. Đó, thì Haley nói thẳng nha quý vị. Thì ý ổng nói là mấy đứa làm ở ngoài tiệm nail thì thiếu gì mấy con nó thích ổng. Thì ổng lại dùng cái từ đó với người ta. Thì chị mới nói anh không có được nói với người ta như vậy. Bây giờ người ta có thích mà anh đàng hoàng, anh từ chối thì không ai mà người ta dám làm gì anh hết. Trong khi người ta rõ ràng là biết là anh có vợ. Thì khi ảnh nghe chị nói qua nói lại thì bắt đầu ảnh nói con vợ người ta nhìn thấy ham, con vợ của mình nhìn phát chán. Thì chị mới nhìn lại và chị tủi thân. Chán thật. Vì chị không có ăn diện gì đâu. Chị không có xe xua. Chị là công nhân bình thường mà. Cứ tới tháng lãnh lương, rồi tới tuần lãnh lương, rồi tới cuối năm rồi cứ tiếp tục như vậy. Rồi cũng không bao giờ đi du lịch ở đâu. Thậm chí tiểu bang chị ở chị còn đi chưa hết. Thì chị đâu có biết cái gì mà xe xua hay là bay nhảy tung tăng đâu. Cái chị mới trả lời với ổng là nếu như mà chị bay nhảy tung tăng, mà chị biết chỗ này chỗ kia, chị ăn diện xe xua, thì không có tới lượt ổng đâu. Không có cần chị phải về tới Việt Nam chị cưới ổng đâu. Rồi cái ổng nói tiếp là chỉ có mày về Việt Nam mày mới cưới tao thôi, chứ ở đây có thằng nào lấy mày đâu. Trời ơi, chị nói nghe những cái câu nói nó thô tục mà nó thật sự làm cho chị cảm thấy rất là đau lòng luôn á. Nhưng bây giờ phải làm sao khi một cái đám cưới linh đình và mang tai mang tiếng là về Việt Nam cưới chồng đưa qua đây để rồi bây giờ nó đối xử với mình như vậy. Ở Mỹ chỉ có 5-6 năm là đã xảy ra cái mâu thuẫn như vậy rồi. Và chị giấu nhẹm những cái chuyện đó, không dám kể ra nghe. Bây giờ kể ra thì 100% là người ta cười mình. Tưởng sao về Việt Nam lấy cái thằng qua đây nó như vậy. Nhưng mà ổng được một cái là ổng nấu ăn rất là ngon. Ổng nấu ăn coi như là ổng bỏ đồ ăn vô hộp rất là sạch sẽ. Ông này rất là sạch sẽ. Ổng bỏ ăn vô hộp là hôm nay thứ mấy ăn gì, mai thứ ba, thứ tư, thứ năm ăn cái gì. Ổng làm sẵn hết như vậy. Sáng chị đi làm, chị có dậy ăn buổi sáng xong là chị xách cái hộp đó chị đi làm thôi. Ổng được là ổng được chu đáo như vậy. Nhưng mà sao dạo này chị thấy ổng rất là bậy bạ và nói tục, nói bậy quá luôn á.
thì chị mới khuyên ổng là thôi thì anh vô anh tìm cái công ty nào làm đi để nó có cái lợi tức về sau rồi này nọ kia đó. Thì ổng nói là bây giờ ổng quen cái chuyện làm nail rồi, bây giờ ổng không có đi làm ở đâu được nữa hết á, và làm nail thì để cho ổng dễ kiếm tiền. Rồi cái tiền của ổng á, nói thật ra đó, ổng cũng không có gửi về cho bên Việt Nam một đồng nào hết, kể cả mẹ già của ổng, ổng cũng cho, mà chính chị là người cho mẹ già mỗi năm mấy lần chứ ổng là ổng không cho. Rồi tiền của ổng là ổng có đi chợ nè, ổng có phụ chị tiền điện, tiền nước, tiền wifi internet nè, có. Còn ngoài ra thì thôi, là không biết là đồng tiền nào của ổng hết. Thì lúc đầu thì khai thuế là khai thuế chung với chị, nhưng sau này tự động ổng muốn tách ra, ổng nói là ổng tự đi thuê người khác khai thuế rồi, không có cần khai thuế chung với chị nữa. Tại vì sống với chị đâu có con đâu, mà con chị đã lớn rồi, đâu dính líu gì với chị đâu. Cho nên chị với ổng là coi như là mạnh nào đó sống đó, tiền nào đó thủ đó, chứ không có cái gì, chỉ có cái pháp lý là vợ chồng với nhau thôi, chứ nó không có cái ân cái nghĩa gì trong đó hết. Thì tính tới thời điểm này cuộc hôn nhân của chị đã 10 năm rồi. Và hiện tại bây giờ trong 2 năm gần đây chị mới phát hiện ra là ổng đã quen với một người làm trong tiệm, mà ổng lại nhảy đi 5-7 tiệm rồi đó, chứ không phải ổng làm chung thủy một tiệm nào đâu. Ổng quen con nhỏ nào ở trong cái tiệm nail mà con này nó mới qua. Thì lúc nào đi làm ổng cũng đem cơm theo, và cứ đem nấu đồ ăn nhiều là nấu cho cái con nhỏ đó ăn chung luôn. Tại chị là chị làm đi làm rất là sớm, còn ổng đi làm rất là trễ, thì ở nhà ổng làm gì thì chị đâu có biết. Thì chị đi làm sớm thì chị về sớm, có khi chị tạt qua tiệm chị chơi với ổng, chị phụ ổng dọn dẹp rồi tối hai vợ chồng về, còn có khi chị mệt quá chị về luôn, còn hôm nào chị ghé chị đi chợ thì chị báo với ổng cứ vậy đó. Rồi cứ sau này ổng không có cho chị ra tiệm nail nữa, thì chị mới nghe người ta ở trong tiệm nail mới nói là ổng đang quen với cái con nhỏ đó đó, ngày nào thấy hai đứa cũng chụp đầu vô ăn cơm chung, mà con nhỏ này á thì nó lại ăn ké đồ ăn của ổng không à, và nó cứ khen ổng đẹp trai, khen ổng chu đáo, nó khen ổng này được kia. Thì chị ghen chứ, chị ghen lắm, tại những cái mà ổng nói chuyện, ổng chửi chị, ổng xúc phạm chị là chị cho qua hết, nhưng mà chị nghe tới cái chuyện mà ổng có bạn gái là chị không chịu được, chị ghen. Và chị cũng có nói chuyện với ổng thì ổng chửi phủ đầu và ổng đập đồ, ổng ổng làm thấy ghê lắm, rồi chị mới thôi không nói nữa, thì chị nhịn đó. Rồi mấy lần sau cũng nghe, và chị ra chị cũng thấy cái con bé mà người ta chỉ là đó đó, ổng ổng quen con nhỏ đó đó, hai đứa nó đang vậy vậy đó. Thì chị có tới nói chuyện chơi với con bé đó thì biết là con bé đó nó mới qua, và nó cũng có chồng nó qua đây, và chồng nó cũng làm hãng, và nó ra nó làm nail, và giống như chị làm hãng, ổng làm nail vậy. Thì chị mới nói là nào rảnh tới nhà chị chơi. Thì nó nói thật ra là nó đã tới nhà mình rồi, nhưng mà ngày hôm đó không có chị ở nhà cho nên nó quay xe đi về. Thì chị lại có cái suy nghĩ ở trong đầu là tại sao nó qua nhà mình hồi nào. Thì đến lúc mà cái tối về đó chị mới hỏi ổng, thì ổng mới nói là đâu có biết đâu, nó qua nào đâu có biết đâu, nghe nó nói gì đâu. Thì cứ phớt lờ như vậy đến khi mà ở với chị tới đây là 10 năm nè, tới tới hôm nay ngồi nó kể cho mình nghe là đã đúng 10 năm nè, nhưng chưa bao giờ ổng về Việt Nam. Và chị cũng có nói với ổng là về Việt Nam thăm cha mẹ, thăm anh em, rồi về là chị về với giới, tại vì chị không còn bà con gì ở Việt Nam. Thì ổng không về Việt Nam, và ổng nói bên nó cần gì thì gửi vài trăm cho là được rồi, tôi không có cần về. Là coi như ổng đi là ổng bỏ luôn cha mẹ, ổng bỏ cội nguồn ổng luôn đó. Thì chị thấy ổng không về thì thôi, thì cứ mỗi năm là chị gửi về cho mẹ ổng mấy lần, thì chỉ vậy thôi à. Còn tất cả mọi thứ là coi như 10 năm nay ổng không về Việt Nam, không về quê hương luôn. Thì tiếp tục quen con nhỏ đó, thì đến khi cái thằng chồng con nhỏ đó nó mới phát hiện, nó biết sao đó, cũng nghe phong phanh giống như chị được nghe thôi. Thì ổng mới, ông chồng của con nhỏ đó mới bắt đem con nhỏ đó về và không cho nó làm trong tiệm này nữa, thì mới xin cái tiệm khác cho con nhỏ này làm. Thì ông này ổng lại nghỉ cái tiệm này, ổng đi qua cái tiệm con nhỏ đó ổng xin ổng làm. Cứ con nhỏ đó đi là ổng đi, mà con nhỏ đó lại là ổng ở lại. Thì như vậy không không quen là cái gì, không mê người ta là cái gì, đúng không? Thì khi mà chị
Nói như vậy thì ông nói chị là ghen tuông, già rồi không có giữ sức để mãi đi. Cái thời gian mà đi ghen tuông như vậy thì đi tút con người mày lại đi, mày đi sửa soạn con người mày lại đi. Ông nói nhiều cái thấy ghê lắm, mà chị tủi thân lắm, mà chị giấu hết, chị không có kể cho ai nghe hết quý vị. Và chị nói có nhiều chuyện lắm, Haley ơi, có nhiều cái chị đau đầu với chị kiểu như là không không biết cách trả lời như thế nào, và bây giờ không biết phải làm sao. Vì chị biết là trong cái giai đoạn hiện tại của chị là nó nằm ở cái độ tuổi là tiền mãn kinh. Và chị cơ thể của chị thì lúc nắng lúc mưa, lúc nóng lúc lạnh, không thể thương, không để yêu, không để chiều chồng, không thể giống như lúc trước nữa. Mà ổng là nhỏ hơn mình 2 tuổi, và bây giờ ổng đi ra, ổng quen cái con nhỏ nào con nhỏ đó thì nó cũng trẻ trẻ măng, ba mấy ba mấy ba mấy không à. Thì một phần á, là chị nói thật sự mà nếu như bỏ ổng ra thì rất là đơn giản để bỏ, nhưng mà chị rất là sợ tai tiếng, và bây giờ bỏ thì chị cũng bỏ không đành. Mà tại vì á, mình đã đưa công đưa sức đưa tiền bạc đưa ổng qua đây làm chồng mình 10 năm, bây giờ á, không còn tình cũng còn nghĩa. Ví dụ như là ổng phản bội chị thì ổng cũng nghĩ tới cái ơn là chị đưa ổng qua nước Mỹ. Chị biết ổng khao khát muốn được đi Mỹ, bằng chứng là 10 năm nay cả cha mẹ ổng còn không về thăm, thì là cái khao khát ổng muốn được ở Mỹ lắm. Mà kêu ổng thi quốc tịch ổng không thi, ổng cứ đổ thừa chuyện này đổ thừa chuyện nọ. Rồi bây giờ nghe phong phanh là ổng quen như vậy thì bây giờ chị phải làm sao đây? Bây giờ bắt tận tay dây tận mặt thì chưa có cái gì để bắt hết, mà cứ nghe phong phanh như vậy là làm cho chị bị đau lòng đau đầu. Cái chuyện gì nó xảy ra cũng đã 2 năm rồi, thì hôm nay chị kể ra đây đó thì Haley cũng gửi cho chị những cái lời khuyên, những lời tâm sự để cho chị cảm thấy thoải mái hơn. Là vì chị cũng có nói ở cái độ tuổi này là chị đang trong cái giai đoạn như vậy đó, thì cơ thể thay đổi nội tiết tố, và cái người phụ nữ của mình á thì đang có một cái suy nghĩ là rất là ích kỷ trong cái cuộc sống, là mình nghĩ vậy tự nhiên cái mình bị tự kỷ cho bản thân, là mình bị như vậy rồi là mình sẽ không có được, không không chiều chồng tốt, là mình sẽ như người đàn ông, mình sẽ không là phụ nữ như lúc trước nữa, mình như vậy. Cái đó là tự mình tạo áp lực cho con người cơ thể của mình. Chứ thật ra ở Mỹ có rất nhiều vitamin, rất nhiều thuốc uống để thay đổi nội tiết tố, trau dồi nội tiết tố, tất cả mọi thứ nó có hết. Thì chị nên đi bác sĩ, và bác sĩ sẽ tư vấn cho chị và giúp cho chị giải tỏa và cân bằng lại cái nội tiết tố để chị có thể suy nghĩ thông thoáng hơn, đừng có đặt nặng quá vấn đề về cái chuyện đó. Và tại nó cho nên chị mới bị như vậy. Thì đôi khi mình tạo áp lực cho bản thân mình, cho cái suy nghĩ của mình, thì lúc này mình sẽ không còn đủ sức minh mẫn để mình nghĩ đến những cái chuyện chuyện đúng để mình làm cho cái việc tiếp theo. Và hiện tại bây giờ chị biết rõ là chồng chị đang cặp bồ với cái con bé đó, thì bây giờ nếu như muốn biết rõ nguyên nhân, và cái người chồng của con bé đó cũng biết là ông này theo nó cho nên người ta mới đưa vợ người ta đi, thì bây giờ chị phải tìm cách chị tìm gặp ngay cái ông chồng đó, nếu chị đủ bản lãnh, và chị gặp ngay ông chồng đó và chị có thể nói chuyện giải bày và chia sẻ hết những cái tâm sự tâm tư nguyện vọng của mình, thì để xem cái người chồng đó họ như thế nào. Bởi vì á, nếu như cái người chồng đó họ có cái lý do để ghen thì họ có thể bụp ông này bất cứ lúc nào người ta bụp thôi. Thì bây giờ mình đi trước, mình đi cao cơ một bước đi, mình đi trên tay một bước đi, thử coi cái tình huống nó như thế nào. Và nếu như đủ bản lãnh, đủ bằng chứng, đủ này nữa kia nữa thì chị nên kêu cái người chồng đó, kêu con vợ lại và ba người ngồi nói chuyện với nhau thử xem sao, coi nó như thế nào, rồi bắt đầu tính tiếp về cái trường hợp của chồng mình. Và Haley cũng có rất nhiều câu chuyện, có mấy chị cũng gửi tâm sự chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình đó. Thì khi cưới chồng qua Mỹ đó, nó sống nó tốt được mấy năm mà cái bắt đầu mấy năm sau nó rành đường đi nước bước rồi bắt đầu dòm. Đừng có nói đàn bà nha, đừng nói phụ nữ nha, nó ở có giấy tờ đừng kiếm chuyện nó đi, nó đi cặp trai Tây trai Mỹ trai đồ nó ở nha, không phải đâu, đàn ông cũng có. Thì tại vì nó không xảy ra
trong gia đình mình, và mình cũng chưa bao giờ nghe và biết được những ai họ đã từng kể. Thì trên kênh của Haley, người ta kết nối, người ta kể ra rất nhiều câu chuyện na ná gần gần giống nhau như vậy. Thì đàn ông cũng vậy, khi họ ở với mình lâu rồi đó, tự nhiên họ thấy là mình không bằng người phụ nữ đó, người mình không bằng cái người người ta. Cho nên nó là cứ canh mấy đứa mà mới qua đó, gái mà mới qua mà cần cần kinh nghiệm đó, cần bạn bè, cần này kia là sáp tới hoài, lợi dụng người ta có đó quý vị. Thì hiện tại bây giờ đó, chị và cuộc sống gia đình của chị nó đang bị như vậy. Thì hôm nay chị kể ra là đó là những cái chi tiết chính mà Haley kể ra, giống như những gì ông nói, những gì chị cãi và những cái gì chị ấy đang cảm nhận bây giờ đó. Thì hôm nay chị kể lên đây thì cũng mong là quý vị nghe thoáng qua cái câu chuyện, thì quý vị cho chị ấy một cái lời góp ý coi bây giờ chị làm gì mà chính bản thân chị cũng đã biết là bỏ thì thương mà vương thì tội rồi đó. Nhưng bây giờ cứ càng vương là chị lại càng tội, mà giờ chị bỏ thì chị lại thấy thương. Và bây giờ quyết định như thế nào thì cái cuối cùng cũng là chị quyết định. Khán giả họ chỉ giống như Haley, cũng chỉ nhìn ra thấy nghe và thấy được vấn đề đó thì gửi cho chị những lời khuyên thôi. Haley cảm ơn chị rất là nhiều, và chị đã theo dõi kênh Haley lâu và hôm nay mạnh dạn để kết nối, để kể ra là mang một cái tính chất tâm sự, và cũng mong được nhận những lời góp ý. Thì Haley rất là quý là vì chị tin tưởng đến kênh của Haley, tin tưởng đến khán giả xem kênh của Haley. Và chị hãy chờ xem khán giả họ gửi những cái góp ý gì. Thì nếu như chị cảm thấy hợp lý thì chị áp dụng ngay và liền. Còn nếu mà chị thấy mà chị vẫn chưa đủ sức mạnh mẽ tự tin để chị giải quyết cho cái câu chuyện của mình, thì tin chắc rằng sau những lời góp ý đó, những lời khuyên đó từ quý khán giả trên kênh Haley, thì chị sẽ biết chị nên làm gì. Haley tin chắc là như vậy. Còn Haley đã gửi những cái lời khuyên đến chị, tâm sự đến chị, chia sẻ đến chị, thì Haley cũng đã nói hết rồi. Thì bây giờ Haley cũng mong là quý vị trên kênh của Haley xem được video này và chia sẻ với chị nha. Bởi vì cái hoàn cảnh này thì rất nhiều người đã gặp phải, chứ không riêng gì chị. Mà những người kia họ đau khổ, đau buồn, rồi cuối cùng họ cũng rút ra được là cái gì mình nên giữ và cái gì mình nên buông. Nếu như giữ để mà như thế nào đó thay đổi, rồi bắt đầu vun đắp lại tình cảm, tình yêu để mà nương tựa nhau đi hết cuộc đời này, thì chúng ta nên giữ. Còn nếu buông được thì nên buông ngay lập tức, để chúng ta còn kịp thời gian mà mình sống tiếp cho quãng đời của mình còn lại. Haley hy vọng là chị hiểu và chị kiểu như là giãn cái cơ thể, giãn cái suy nghĩ và tiếp thu, lắng nghe, rồi thì cái gì hay, cái gì ấy thì mình áp dụng, còn không thì chị tham khảo. Haley cảm ơn chị một lần nữa, và Haley xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đang theo dõi và ủng hộ kênh của Haley nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.